Mình đang đi siêu thị Lotte mọi người ơi. Mới mua được sườn với lại tôm với lại dứa, trái thơm á, trong miền Nam á. Hôm nay đi cùng với Đông Quân với Minh Chu, ở nhà cả tháng trời rồi nó kêu nó khó chịu ấy. Hai anh em đang chọn cái này này. Trời ơi, chọn cái này để ăn sáng đó mọi người. Thỉnh thoảng mà mình nói chung nó không cần ăn cơm ấy, là mình cho trộn với sữa, sữa không đường, ăn cũng có dinh dưỡng lắm. Bây giờ hai anh em đang chọn nhưng mà kiểu mỗi đứa một ý đấy, để xem đứa nào nhường đứa nào không nhá. Minh Chu thì bảo cái này, Đông Quân thì bảo cái kia. Xuân Hân đưa ra chú xe. Cái này thật sai ạ. Đây, cái này là Minh Chu chọn, Đông Quân thì lại chọn cái này. Trời ơi, chọn cùng một cái đi mua phải là mẹ dễ không? Không à. À. Đông Quân vừa nãy kêu lạnh lạnh cho nên mặc cho thêm cái áo dài. À nhận được chọn một cái thôi, không là chọn hai cái. Hana mà. Con năm 27. Còn nếu mà không có nhường nhau thì đừng có mua nữa. Mua mỗi đứa một cái lại không biết tính ấy, chia sẻ nhau á. Mình mua hai cái thì cũng được thôi, nhưng mà mình cứ mua cho một lần là lần sau chúng nó lại như thế. Cho nên là đang bảo là hai anh em đồng ý mua một cái thì mẹ mới mua cho này. Đông Quân nó đang gạ Minh Chu là mua cái loại anh thích ấy, nhưng mà Minh Chu đang xị mặt ra này. Có thế á? Thôi khắc quá. Đông Quân đi lấy về đi. Rồi sau một hồi tranh cãi thì Minh Chu đã quyết định nhường cho anh rồi này. Thằng thì cười, thằng thì mếu. Để vào. Đó, thế là Đông Quân nó thắng rồi đó. Nên lần sau phải nhường cho Minh Chu. Đó, bây giờ mình đi tìm Chin Su mọi người ơi. Trời ơi, Minh Chu tìm giỏi chưa? Đây này. Mình mới biết là ở Lotte nó cũng bán Chin Su đó. Trời ơi, này còn đưa tay liệu. Ở những cửa hàng các chị Việt Nam người ta bán hơn 2.000 won một lọ cơ. Nhưng mà ở Lotte người ta bán có 1.480 won thôi. Hôm nay thì tiện đường mình sẽ mua 3 lọ. Mua 2 lọ đi, tại vì hôm nọ mới mua được 2 lọ tiếp á. Đó, rẻ chưa? Nói á? Ừ. Chúc chúc. Chúc chúc. Để mà là biết là Lotte nó bán là lần sau cứ vào đây mua thôi. Giờ thì Minh Chu đòi đi mua sữa chua. Chọn nhanh lên rồi về con. Minh Chu chọn cái to. Trời ơi, khôn thế. Nhưng mà thật ra là cái của Minh Chu nó còn rẻ hơn á. Hôm nay đi cùng với lại hai đứa, tí lên tầng 4 cho chúng nó mỗi đứa cầm một cái. Mình đỡ phải mang. Để mình mua bia cho chồng mình à? Đó. Chồng mình uống bia. Cảm ơn. 민 chưa sướng. Đông Quân quay vào cái không có hình được cái gì á. Đông Min chưa. Thế là Min chưa quay lần thứ hai được. Đúng ra là một người chỉ được quay một lần thôi, tại vì mình mua có một hộp thôi mà. Nên mà chắc là bà ấy thấy trẻ con dễ thương nên bà cho quay thêm một lần nữa. Đó, thế là chồng mình vừa được uống bia này. Xong rồi mình thì lại được cái giỏ này để đi siêu thị á. Chắc là bây giờ mình mua hết đồ ấy đó, đi ra thanh toán nhá. Trời ơi, ra ngoài. Ra ngoài thấy hàng quần áo người ta bán giảm giá. Mình mua cho Minh Chu với Đông Quân này. Đẹp cho mọi người ơi, đang tính là mua cho Minh Chu. Má tay.
đứng mua cái này này. Khế chân này, khế chân. Là mua cho Minju với đồng người mỗi đứa một bộ. Rồi bây giờ ba mẹ con đi lên tầng 4. Lái xe về thôi. Mình về nhà rồi mọi người. Bây giờ đang chuẩn bị làm cái món sườn sốt với lại kim chi này. Ở đây là mình vừa mới lấy kim chi chua của nhà mình đó. Đó, rất là ngon. Kim này cũng là mẹ mình làm. Sườn thì vừa nãy mình có trần qua một lần cho nó sạch á. Mình sẽ xào lên một lần rồi mới đổ kim chi vào nhá. Ở bên này mình không có hành tím nên là mình lấy cái củ hành trắng, hành ba rô đó. Mình xào lên được. Bây giờ mình sẽ cho sườn vào này. Đó, sau khi nó xém xém này, mình sẽ bỏ kim chi vào này. Sau đó mình sẽ cho nước vào này. Nước thì mình sử dụng nước gạo á. Mình sẽ nêm một chút đường. Đó, tỏi nữa này. Vừa nãy cho rồi nhưng mà bây giờ cho thêm. Một ít tiêu nữa. Ai mà ăn canh được thì cho thêm ớt bột nhé. Mình sẽ cho thêm một xìa như này thôi. Bây giờ mình đóng vung hầm cho đến khi nào cái sườn của mình nó chín là được. Sau một thời gian đun thì bây giờ cái món sườn hầm kim chi của mình được rồi mọi người ơi. Đó, ngon chưa? Vừa nãy Minju cứ lượn đi lượn lại, bảo là người cái mùi nó thơm á. Bây giờ mình chuẩn bị bắc ra rồi ăn cơm nhá. Ngon sắp. Ừ. Wow, mình nấu xong mọi người, nhìn ngon chưa? Đó. Và Minju quay gần một tí. Chỗ này nó hơi tối nhỉ? Để vào đây. Xong, bây giờ nhà mình chuẩn bị ăn cơm. Đây, có bố. Cho ăn ít thôi, béo. Diet. Apaco. Ờ, cuối là cái này. Apaco diet. Đây là đông gân. Đông gân thì cho nhiều nhiều tí. Apaco, apaco. Thung gân, thung gân. Còn đây là bát của mẹ ngoan. Mẹ ngoan ăn cũng vừa phải thôi. Mẹ. Của mẹ. Ồ. Đông gân đang bảo là của mẹ. Mà chỉ có chung cho đây. Đó. Mình chưa đơm mà Minju nó bảo là cho con ít thôi á. Tầm này được chưa? Orbana cho kia sức. Chơi này. Minju thì bánh nó ăn nó có một tí cơm này. Ăn thức ăn là giỏi á. Xong. Đâu rồi? Ở trong đây có bia nhưng mà chưa có nói cho chồng mình biết. À mà quên nhỉ, sao mình lại nói nhỏ nhỉ? Mình nói to chồng mình nghe có hiểu đâu. Ngố thế. Ở trong đây á, mình có bia. Nhưng mà chồng mình chắc là không biết. Đâu rồi ta? Giấu mãi trong kia. Để xem thái độ như nào rồi mới cho. Minju, ra gọi bố ăn cơm. Đấy. Gọi bố ăn cơm. Cả là đều xếp. Chào chào các cô các chú. Xin chào các bạn. Thôi bây giờ nhà mình ăn cơm nha mọi người. Đang đói. Hôm nay ăn cũng đơn giản. Ủa nóng quá. Hôm nay ăn đơn giản này thôi. Kia chú xe. Kia chú xe. Ủa sư. Ủa vui vui vui. Hà dù mình. Để không mua mua. Được rồi. Hà dù mình. 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 Hà dù m
tình nhân nhỉ, em biết có bia nhỉ. Ông ba thích sao chứ? À, cầm kia thôi, chẳng không sao. Bếp chú. À, rõ ràng là mình nói tiếng Việt rồi mà vẫn còn nghe. Chào chào các cô chú. Hôm nay chào 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 các cô các chú. Hôm nay là mình ăn cơm. Ăn cơm. Rồi vừa nãy mình ăn thử một miếng người ngon lắm, chồng mình cũng ăn thử rồi. Ăn tham ăn cái miếng nhiều thịt là cũng ngon đâu. Cầm mỗi đứa cái, mang một. Tức không là thể. Ăn thử, bây giờ chả cần người nào thử thử thể. Ra lấy. Để. Ăn chồng mình bảo là ra lấy thôi mà Minh Châu nó không hiểu ấy. Thì cầm cho Minh Châu để ăn được cái này. Ông bà chả cần người nào. Mình cho vào đây mấy cái nấm, ăn thử nó ngon lắm. Ngon quá. Làm cái món này thì không có sợ thất bại. Sườn với lại kim chi là được. Ý mắt sừng. Ăn kèm kim chi ngon. Chết đó. Chắc cả mấy em. Nhà mình ăn cái tầm này là bữa tối nhưng mà kiêm bữa trưa luôn mọi người. Tại vì sáng ngồi dậy muộn. Những ngày trong tuần thì hai đứa cho nó đi học rồi mình phải dậy sớm lo cơm á. Còn thứ bảy thì phải lo về quê. Dậy sớm, chỉ có mỗi ngày chủ nhật là được ngủ nướng thôi. 9-10 giờ mới dậy. Áo bò đi cũng không phải ăn kiểu giờ bữa. Thấy rồi. Ăn cái rồi á. Bác bảo hai đứa cho nó cầm tay cho nó dễ. Hà bà, hà bà là bố của thầy hoàng. Hà bà là bố của thầy hoàng. Ăn cái rồi. Hà bà, hà bà, thầy rồi. Kim chỉ ngon lắm mọi người. Thấy cái gì đó. Vừa nãy mình có làm thêm cái món cá nướng mọi người. Nhưng mà cái gia vị thì mình làm ý mình ở nhà có gì mình cho đấy. Chồng mình thì anh không biết ăn hai con nhỏ ăn thế. Mình ăn thử không ngon. Chả ra này, chả mặt thì này. À, đúng rồi nhỉ. Thấy cái gì đó thì mình đã tưởng tượng ra này. Chả bỏ. Nướng lên xong rồi bắt vò này. Cho nước mắm, chin su và nước dầu mỡ hành vào á, thấy mọi ngon. Một tí đường nữa. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Đồng ngôn nhà mình thiên tiếng ăn một cái sườn này nó ăn được. Ăn kèm kim chi vào ngon con. Thấy cô đẹp à? Chà. Cái này. Ăn để tôi phải ăn kèm thì ăn có mỗi thịt thôi. Thấy cô đẹp à? Thấy cô. Nhà chị làm mà có kim chi mà nó chua quá, đừng có bắt đi. Mình mua sườn về mình làm như thế này rất là ngon. Nhà mình mấy nữa là phải dọn cái tủ lạnh kim chi. Tại vì năm nay á nhiều kim chi quá, cái loại kim chi chua này giờ còn thừa mấy tủ nữa. Với lại tháng 12 là bắt đầu làm kim chi mới, mình phải bỏ ra rồi để cái thùng kim chi mới vào. Cho nên là ngày mai ngày kia cho nó đi học là mình phải ở nhà dọn. Với lại phải làm những cái món như này để mình tiêu thụ hết những cái kim chi chua đi các mọi người. Mình ăn cà ngon. Mình dùng 손으로 밟고 그래, 손으로. 네, 나와 손으로 밟고. 손으로. Hôm nay mình lại ăn cái món cá nướng lại ngon hơn sườn. Lạ ghê hay nó lạ miệng lắm. Tại vì mỗi lần về quê là tuần nào bà ăn được cho mấy cái. Mấy quả ấy.
아빠한테 영재 잘 보이다니. 해봤고. 어떡해? 쏜, 왜 toàn ăn cá, cá này ngon lắm. Chắc mình sẽ ăn thêm một tí nữa. Cơm ăn khoe với chồng ăn hai bát cơm tại vì mình hiếm khi ăn thêm cơm, mỗi lúc đơm có đơm một bát tí à. Hôm nay tại vì cơm nó nóng cho nên là đơm một cái bát canh to cho hai đứa. Khi đơm nhiều xí, bát xí này. Khen em ngoan mà khen suốt. Lần nào nó cũng khen. Ủa gì mà không? Ừ, nó là cái cổ 같이 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 응 맛있어 응. 저 맨날 안에 호만 가 좋아 뭐 더? 껌을 좀 가져와줘 껌껌 껌? 껌 왜요? 맨날 mình cố tình đâm cho chồng mình ăn ít thôi á. Tại vì dạo này lại béo rồi, cái lúc mình mới chuyển nhà ra đây á còn bầy bầy anh nhỉ 6, 9, 70 cân á, giảm được 3-4 cân nhưng mà dạo này ăn nhiều lại béo rồi. Nằm mà rồi, cô tôi kịp rồi ạ. À, lại lấy tiền một gấp đôi vừa nãy. Thôi được, không ai được thế. Trộm. 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 Trúng. 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 Ăn trộm. Ăn trộm. Trúng. Trúng. Trộm cơm. Trộm cơm. Cơm đâu được. À, cơm trộm. Ở bên người Hàn thì người ta hay có cái câu là ăn cái món gì mà tốn cơm ấy thì người ta ví là như là kiểu ăn trộm ấy. Thế là chồng nghe anh hỏi cái câu đó ở Việt Nam mình gọi là đố gì cái câu trộm đấy. Những cái từ nào mà có dấu sắc này với lại dấu nặng á là khó đọc. Nhiều bạn vào nói là bảo là chồng chị ngoan dễ ăn ấy. Dễ ăn thì cũng tùy từng thứ rồi. Cái nào ngon thì dễ ăn thật, nhưng mà ví dụ như là hải sản các thứ mà mua về nó không có tươi, nó hơi tanh một tí là chồng mà anh không động đến. Với lại những cái món mình nấu, tại vì sống lâu ấy, mình biết tất cả chuyện của chồng mình như thế nào thì mình nấu dễ ăn. Chứ còn nhiều khi đi ra ngoài nhà hàng anh có ăn mấy đâu mà. Qua đồ khăn kia. Qua đồ khăn kia đâu. Ôi con rồi. Không biết như mình ở Việt Nam ấy thì sáng ra thì đi ra ngoài quán rồi những nhà hàng các thứ ăn nó dễ đúng không? Bún bánh đủ các loại. Ở bên này thì người ta không có cái văn hóa là ta ngoài ăn sáng, cho nên là chồng mình á cả chục năm nay hầu như là bữa sáng toán nhịn thôi, không ăn sáng được đâu. Thế là nó thành thói quen rồi. Mình cũng ít ăn lắm, chỉ có hai đứa này chúng nó đi học á thì mình dậy làm cho chúng nó. Trưa thì nhiều khi mà làm việc là cũng không có ăn mấy đâu, mỗi bữa tối là được ăn nhiều, cho nên là béo thì không tốt lắm mọi người. Người ta bảo ăn sáng với ăn trưa là tốt đúng không? Chồng mình thì ăn ngược lời, ăn vào buổi tối. Như qua ăn thế, mình bị đau bụng không đi bệnh viện, nên là trưa hai đứa không đi học, nên là mình bảo trưa thì ăn gì thì mình nấu hết. Thế là bảo nó không ăn, ốm thì nghỉ. Thế là một mình lấy ớt kho của mẹ ra với lại đơm một bát cơm chan với nước ăn. Trời, mình ăn thế mình không ăn được. Nhưng mà chồng mình ăn hết bát cơm. Khó ăn rồi chồng. Có cái bụng bảo ăn gần hai bát cơm chả no. Sẽ bay một tạp. Có mua nha. Sách rồi. Dù là món của Hàn ngon đâu nhưng mà mỗi lần ăn cái món Việt Nam nó đúng với khẩu vị của mình, ăn ngon. Hôm nay mình mua cái chỗ sườn này là 40.000 won ấy, 800.000 tiền Việt Nam. Ở bên này thì dạo này thịt nó cũng đắt rồi, trước đây thì cũng rẻ lên một tí. Với lại sắp sửa đến Trung Thu lại càng đắt, rau cỏ rồi hoa quả. 2, 4, 6, 8, 10 12 cái, 12 miếng. Rất được kìa. Được kìa. Ờ, ăn đi, rơi chú kìa. Nope. Rơi chú kìa. Ừ, rơi chú kìa. Thôi no rồi mọi người ạ.
hôm nay mình chắc là dừng clip ở đây. Chào xong rồi để cho hai đứa nó ăn tiếp. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip của gia đình mình. Nhớ đăng ký và bấm like để ủng hộ cái kênh của gia đình mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.